Bác Phương Nam chào cả nhà nha. Bữa nay mình với anh Sang qua đây dỡ mấy cái lú hổm đặt á. Mình đặt xong rồi, mình dỡ xong rồi mình cuốn, mình để lại. Bữa nay đi cuốn về. Ở đây nằm về ấp Sáu Trường, xã Long Thành, tỉnh Kiên Giang. Kinh này người ta bơm nước đó nha, giờ này xả lúa hết trơn. Ồ, cò quá nhiều trên bờ luôn rồi. Quá cò bậy luôn rồi, cò trắng thôi. Rồi tới cái đầu tiên luôn nha. Hổm mình đặt rồi mình để lại nè, bữa nay mình sang cuốn về luôn. Giờ đang xả lúa hết rồi. Quá. Cái lóc bự luôn. Bự luôn hả? Quá rã vậy. Nãy gì? Ôi ngốc trời nhà ơi. Cá lầu kiến. Cuốn về uống quá ta. Mình phải cuốn về chứ. Đổ xuồng ha. Dạ, đổ xuồng đi. Ôi, đổ cái xuồng này hả? Tính đổ trong kia kìa. Sợ ngoài đây nó nhảy lên. Ở ngoài đây mình để cái ú. Không có móng này nữa. Mấy ký rồi. Wow. Quá êm. Ba con cá lóc luôn. Rồi cái thứ hai luôn nha. Nãy cái đầu tiên ngon quá. Cái này chắc có người gửi giùm hay gì. Một khác rồi nè. Ở trong kinh này bà con cũng tới nuôi xả lúa đó. Rồi lú mình đặt nè. Rồi nó thấy chắc ra không có đoàn. Bây giờ chuyến hả? Cái này có người dở hay sao? Không đâu buộc cái này đâu. Này đã dở rồi, ta buộc còn dữ hơn mình nữa. Vừa buộc mất kia mà gì vừa buộc cái này nữa. Sao mình không biết á, là phục liệu chắc. Ồ, thấy cái nhảy tùm tùm ha. Cái sạc cá rô này về mình đặt lọc hết. Em gió ngoài hả? Quanh này gió lú luôn nha. Vỏ bự ha. Vỏ đó 8 người à, kéo nổi chứ khiêng không nổi đâu. Kéo lên nhỏ kia nó qua nó đó, nó rút ra nó đầu. À.
Cái giò hả? Cái gì đem mương thả. Đây công rồi ha. Ừ, cái này cao quá xa. Nước dục quá trời giờ nó cao luôn. Khu gan này không có quá. Giả nó gì? À đúng rồi. Anh trồng ở trong rồi giờ trồng ở ngoài mà. Bà con xả lúa rồi người ta xuống giỏ là kiếm cá ăn luôn. Chia sẻ như nè. Có lỗ gách mà không ra ha. Thả đi. Cá nó nhỏ. Còn mình còn cái nó hết luôn vậy. Cái rô nó thôi cho bọc. Cá bên kia thấy nguy quá sao? Cổ động kia thấy nguy quá. Giống vợ gồi quá. Đảo bên cũng còn chịu bên. Cũng nhiều rồi, nhiêu đủ rồi. Nãy còn có bữa trước chứ, bữa trước mình với sang giỏ này lên gần xu quê á. Cua kinh càng luôn rồi. Cái này cái đất 3 con 4 con. Cũng đầy hút con bê nữa. Ngập kìa. Về này xuống sông Vũ ha. Coi có bài lũng ở trên hay sao? Nó bơi xuống tới lưới lũng không? Rồi đầu bị gió chắc luôn à, vụt kìa. Vụt này ông lum chưa. Vụt cũng còn chạy. Cái sạch không à? Dạ, được rồi. Nhìn vụt là biết bị gió à. Chú ếch luôn.
cái này ha. Chắc gắt nhưng nó buộc gì á. Rồi về tới nhà mình bắt cá nha. Nhà cá lóc kiến độc. Rồi dở luôn cái sạp lên luôn xem. Rồi bỏ ra cái này lên đi. Được chưa? Được tại đây, bỏ đi. Mấy chú cái lóc bày gà. Bày không? Bày. Bắt con chú đi. Về tới đây bày uổng lắm. Bày nước nó nhiều quá nè. Dở lên đi mình thấy mình bắt nó gì đó. Này nãy mình dở mà cái lưới hờ nè đậu nè, đậu rồi. Dở lưới nước vô. Đó. Hết đồng xô nó hết rồi. Chết chàng luôn. Mấy cái sạc bự mình làm khô cái này. Còn mấy cái nhỏ mình đi mấy cái sống mình vừa mình thả rồi. Mấy cái chết thì mình đặt lọt hết. Cẩm luôn. Cái đầu tiên dính bắt ham hay sao? Ừ. Thì như cái đó thôi mà đầy nhóc cái này luôn ha. Ừ, có cái gặn luôn rồi. Phải chặt cái gần lương này đủ. Nước không? Sụt cá. Rồi kết quả của mình là được nhiêu cái nha. Dần một xô về. Xô này nó cao hơn xô trắng nữa. Nó nhiều hơn đó. Xô kia 18 lít, xô này có 20 lít nữa. Why are you?